Rồi, mình xin chào các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Hôm nay các bạn mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi lồng đèn trung thu nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Lồng đèn trung thu cho nên nó sẽ có cái phần tay cầm này các bạn dùng, các bạn xách nó lên nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, và cái mẫu lồng đèn trung thu này chúng ta có cái hình của chúng ta hiện tại đang có đây á, là cái hình dáng của chú khủng long con dễ thương nha các bạn. Chú khủng long con nha các bạn nè. Các bạn nhìn thấy không? Đây là củ lông con chứ không phải là củ lông mẹ các bạn. Đó, thấy chưa? Đấy. À, mẫu này thì mình thấy có bánh xe này các bạn ơi. Đây, mình thấy có bánh xe là vậy là có nghĩa là càng khi các bạn để xuống đất là nó sẽ chạy 360 giống như đồ chơi dùng pin nha các bạn. Đó, nếu các bạn có đón xem kênh của mình thì mình đã quay cho các bạn rất nhiều video clip về liên quan tới đồ chơi chạy 360 độ nha các bạn. Nó có bánh tròn tròn này luôn, tương tự y chang này các bạn. Nhưng mẫu này thì là mẫu lồng đèn các bạn, cho nên là mình sẽ cầm đi chơi trong dịp trung thu được nha các bạn. Còn cái mẫu đồ chơi dùng pin thì hầu như mình phải để xuống ở mặt đất nó mới chạy được nha các bạn. Còn này thì các bạn thích thì các bạn có cái cầm đi đứng được, còn chơi nó có nhạc và đèn nha các bạn. Hey, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ khui bột ra và mình cho các bạn xem tổng quát cho các bạn cho trải thử các bạn xem ha. Đó. Khu lông con nha các bạn. Nó cũng con mà sao nhìn cái mặt thấy hung dữ quá. Nó còn thấy chưa? Đó, nhìn dễ thương các bạn. Nó mini dragon là baby này, gọi là baby dragon nha các bạn. Dragon nha các bạn. Đó, thấy chưa? Đấy, nó ở đây để có cái bánh chạy 360 độ này. Cái bánh này là chạy quay tròn tròn chạy nên các bạn khi dập tiếng nghe bật tự động nó quay đầu lại nha các bạn. Đó. Còn đây là hai cái bánh xe nhỏ nhỏ phía sau là nó dùng để giữ thăng bằng, nó chấm chứ có con khủng long này nó không bị lật ngang nha các bạn. Đấy. Đó, nhìn hoành tráng các bạn ơi. Đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp pin vào nha các bạn. Đó, pin vẫn sử dụng là pin 1.5V 2A nha các bạn. Mà thấy không? Đó. Nhìn chung đa số là đồ chơi là chỉ sử dụng cái loại pin này thôi nha các bạn. Đấy. Đó, rồi ok, mình bật công tắc lên nha các bạn. Đó. Đó. Thấy chưa? À, nó chạy đi các bạn. Cũng lông con dễ thương các bạn. Nó chạy chậm chậm chứ không có nhanh nha các bạn. Đó, cái đèn ở trước là đèn 7 màu các bạn, nhìn nó khá là sáng, khá là chói luôn ha các bạn thấy không? Nó chiếu tia ánh sáng ra khá là đẹp luôn, rất là nhiều màu luôn. Đó. Ơi chạy đâu ạ à, bé ơi. Đó, các bạn thích thì cầm theo. Đó, mình đang cầm theo không? Dắt lên. Đó, dắt lên đi chơi nha các bạn. Cầm đi chơi các bạn. Nó có cái phóng đèn phía trước này các bạn, cái đèn 7 màu này các bạn, thì mình bảo các bạn xách ra đường nó cực kỳ nổi luôn nha các bạn thấy không? Đó. Tia sáng nó chiếu luôn các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Các bạn nhìn trên mặt đường à. Đó, chiếu phải nói là sáng một góc trời luôn nha các bạn. Chứ lông kho cũng con này dễ thương quá. Đó, giờ mới kêu cái khủng long của bạn nãy giờ nó hát nhạc tan sinh luôn rồi. Đó. Đó, ngoài thấy chưa? Nó chạy lồng này các bạn. Đó, đang cầm cái cây trên tay nha các bạn để cho nó chạy vòng vòng trong khung hình cho các bạn dễ xem đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, mình đang cầm cái trên tay nó tương tự như giống như cái mình mô phỏng giống như mình đi chơi trung thu rồi nha các bạn. Đó, đi vòng vòng luôn, nó chắc luôn này không các bạn thấy không, dắt lên luôn. Đó, cầm đi chơi quẩy hết mình luôn. Đó. Đó, quay tròn trước mặt luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Tính ra cái khủng long chú lông con này khá là nhiều bài hát luôn các bạn, và nãy giờ mình thấy hát rất là nhiều bài khác nhau luôn các bạn. Về nhà sản xuất có nói chung mà lập trình cho chúng ta rất là nhiều bài hát ở trong đây, nhạc hay không các bạn. Đó, giờ quay lại tiếng khủng long rồi, vậy là quay lại cái khoảng 4-5 bài gì đó các bạn, 4-5 khúc bài hát, cái khúc hát chứ không phải là nguyên bài. Ừ.
các bạn nhìn cận cảnh là nó bự nha các bạn. Đó, cái họng nữa nè, có đèn trong họng luôn, cái đầu ngầu chưa. Đó, đó ngoài sau đuôi có đèn luôn. Đó, quá là ngầu luôn. Bỏ xuống cho chạy nha các bạn. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Các bạn thấy không? Cứ va chạm chứng ngại vật là tự động nó sẽ quẹo lại nha các bạn. Nó quay thương khác nó đi tiếp. Đó là cái mẫu xe mà chạy 360 độ là nó như vậy nha các bạn. Sáng trưng luôn các bạn thấy không? Này dở cái là phải cái hàm nó mà cử động được các bạn, nó cạp 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 lên chắc vui lắm á. Cái này chân tay chuyển chuyển động này không, nhưng mà có cái hàm mà đứng yên quá, cái hàm bự quá nó không chuyển động được. Ok rồi, này các bạn nhìn lại nó một lần nữa nha các bạn, cái đầu nè quá trời bự luôn, cái mình thì nhỏ xíu. Baby dragon khủng long con các bạn đấy. Ok rồi, video clip của mình chắc cũng lại tới thôi nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết clip mình nha. Các bạn xem thì các bạn nhớ đăng ký kênh và cho mình xin một like để mình có thêm động lực, mình cố gắng mình quay thêm nhiều video clip gửi đến các bạn cùng xem nha các bạn. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha. Bye bye.